cây này là hơi ngắn này. Khải Phù Khờ, em chào anh Khải Phù Khờ nhá. Chào Đại Lập, chào tất cả mọi người. Hôm nay là từ hôm Tết đến giờ hôm nay em mới like, trên TikTok nhá. Bình thường là em nghỉ Tết này em chưa like lại. Hôm nay em đánh về cho khách 50 cây mộc ta hoa vàng đây ạ. Mộc hương ta hoa vàng nhá. Bên ngoài màu nó màu vàng hoa, màu vàng nhạt như màu của màu lông gà con ấy mọi người ạ. Quay qua cái điện thoại là nó hơi sáng nên cái màu hoa sẽ nhạt bớt đi một chút xíu. Đây, màu hoa như này nhá. Chuẩn mộc ta hoa vàng ạ. Chào chín bác đang xem. Chào 5B, chào 778. Mới có 11 bác đang xem thôi. Cảm ơn bạn 402 đã follow em ạ. Mọi người xem live, mọi người bác nào mà chưa follow em thì cho em xin lượt follow nhá. Bác nào chưa follow em thì cho em xin lượt follow đi ạ. Hoa màu này nhá, màu vàng nhạt nhá. Màu vàng nhạt. Hoa này nó lở mấy hôm rồi nên là nó đang có dấu hiệu tàn đi nên nó màu nó nhạt đi một tí chút xíu nhá. Còn hoa chưa lở sẽ như này. Màu vàng lông gà con, màu vàng nhạt đấy ạ. Mộc hương ta hoa vàng nhá mọi người nhá. 52 bạn xem rồi, được 52 bác xem rồi. Lâu lắm em mới phát trên TikTok đấy mọi người ủng hộ em bằng cách thả tim thả like cho em đi ạ. 261 bác đang xem, các bác thả tim thả like cho em. Cảm ơn bạn Tùng Lâm 1888 đã follow em. Đây là hàng cây giống mộc hương ta hoa vàng, hàng nhỡ nhá. Hàng nhỡ, hàng choi choai. Hàng nhỡ. Sáng nay đang ngủ thì có một bác gọi điện bảo là anh lấy 8 cây mẫu đơn cổ văn chấn. Đây là cái hàng mà em đang dựng ở đây này. Mẫu đơn cổ văn chấn. Cái hàng mộc hương ta hoa vàng này thì em nhận tặng cây sẽ từ 80 phân cho đến 1m1. Có những cây cao và có một số cây thì nó chỉ vừa vừa. Đây. Cây thấp nhất thì sẽ như cây này. Mộc hương ta hoa vàng nhá. Em đo thoát thân này. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. 1m này. Cây này cao hơn 1m, cây này cao khoảng 1m1 nhá. Nhận tạng sẽ từ 80 phân cho đến 1m1 ạ. 20 này. 40 này. 60 này. 80 này. Nhận tạng chiều cao cây sẽ từ 80 phân cho đến 1m1 nhá mọi người nhá. Gốc nó rất là đẹp nhá. Đấy, gốc nó rất là đẹp luôn. Cái hàng này tại sao mọi người nên mua hàng này? Cái hàng cây giống mà em phát bán mọi người xem theo dõi, nếu mà các bác ở đây nếu mà ai đã theo dõi livestream của em ấy thì nhà em có hàng mộc giống, nhà em có cả cái hàng nhỏ nhất là hàng 15k. Để nuôi thành một cây như này thì hàng 15k nuôi mất bao nhiêu thời gian. Để mà được một cái cây cao như cây này thì cái hàng 15k về các bác nuôi mất khoảng chừng 1 năm đến hơn 1 năm. Và phải có bàn tay kỹ thuật khéo léo thì các bác mới gióng được thành hàng thoát thân như này nhá. Hàng 15k mấy hôm nay em đều chốt hết đơn cho các bác lấy hàng 15k, hàng đấy thì nó rẻ. Nhưng mà để nuôi được từ hàng 15k thành một cái hàng thoát thân như này thì các bác mất hơn 1 năm. Và trong hơn 1 năm đấy thì các bác phải dốc thì nó mới thành thoát thân, nếu không mà nó sẽ mọc thành hàng bụi. Nếu mình không có kỹ thuật dốc thì nó sẽ mọc hết thành hàng bụi hết. Vì hàng bụi và cả hàng một thân thì cùng nuôi thời điểm như nhau, nhưng mà nếu mà là hàng bụi thì nó sẽ tốn, tức là nó sẽ không đem lại giá trị kinh tế cao như là cái hàng thoát thân này. Cái hàng này thì em đang bán sỉ là mua từ 10 cây là giá 150k, còn đâu mua từ 100 cây thì giá sẽ là 110k nhé mọi người nhá. Mua từ 100 cây giá sẽ là 110k. Đây nhá. Em vặt lá cho mọi người xem. Cái kỹ thuật mà để trồng cái hàng mộc hương thoát thân này thì mọi người làm theo hướng dẫn của em như sau. Khi mà mọi người nhận hàng về nhá, mọi người nhận hàng về này. Khi mà mọi người mua cái cây này về, mọi người nhận hàng về thì mọi người tuốt hết lá cho em. Tuốt hết lá như này. Mọi người chỉ nuôi cái phần một thân như này cho em nhá. Chỉ nuôi đúng như một thân như này thôi. Mọi người tuốt hết lá đi và mọi người chỉ nuôi cái một thân như này thôi.
thì là cây nó sẽ, sau này nó sẽ được một cái cây một thân rất là đẹp. Mình vặt lá luôn đây từ sớm thì sau này nó sẽ không tạo sẹo cho cây ấy. Nó không tạo sẹo cho cây, mọi người chỉ nuôi bóng với tán ở phía trên thôi. Ví dụ như cây này này nó đã có 3 cái 3 4 cái bóng. Và cách tạo bóng tán như thế nào, bởi vì có những cây mà có những cây nó có sẵn bóng tán rồi, có những cây thì nó chưa có sẵn bóng tán. Thì cách tạo bóng tán như thế nào thì là mọi người, để em lấy một cái cây mà nó chưa có bóng tán cho mọi người xem. Ví dụ như cây này là nó chưa có bóng tán này. Đấy. Cây này thì nó chưa có bóng tán nhá. Thì cách để mọi người tạo bóng tán như sau. Mọi người mua về mọi người tuốt hết lá đi cho em này. Tuốt hết lá, vặt hết lá ở phần dưới đi, bởi vì cái phần dưới này là mình cần phải nuôi hàng thoát thân cho nó đẹp ạ. Cây này cây mộc hương ta nhá bác nhá. Cây mộc hương ta thì mọi người vặt hết lá ra đi. Vặt hết lá cho em đi thì nó sẽ được thành một hàng một thân đẹp. Mọi người vặt hết lá cho em đi như này nhá. Đấy. Vặt hết lá đi, cả phần trên này mọi người cũng thế, vặt hết sạch lá đi. Đây là mộc hương ta hoa vàng nha mọi người nhá. Nhà em bán cam kết là bán nó chuẩn giống, bảo hành giống trọn đời luôn. Nếu mà mọi người trong quá trình nuôi phát hiện ra giống sai thì mọi người, sau đó mọi người nhá, vặt hết cả phần dưới này đi nhá, vặt hết phần dưới này đi này để tạo thành một cây thoát thân đẹp này. Mọi người nhớ vặt sạch đi nhá, vặt sạch đi để tạo thành một cây thoát thân đẹp. Rồi thì cái phần ngọn này này, cái phần ngọn này mọi người lấy cái móng tay này, lấy cái tay này, mọi người cấu ngọn cho em như này. Mọi người cấu cái ngọn đi như này. Thì khi mình cấu ngọn thì nó sẽ gây ra hiện tượng gọi là tức nhựa ở đây. Cây, cái nhựa cây nó lưu thông từ cái rễ lên, nó đến phần này nó sẽ bị tức lại. Nó tức lại phần này thì nó sẽ làm cho cây nó bị tức và nó sẽ đâm thêm cành và nhánh. Và đấy chính là tán cây nhá, đấy chính là tán cây. Nó sẽ mọc thành bóng thành tán cây. Và mọi người chỉ nuôi cái phần bóng phần tán này, khi cái tán cây này nó to nó tròn rồi mọi người lại cấu tiếp. Cứ cấu tiếp là nó sẽ ra cái bóng tán càng ngày càng tròn thêm. Cái hàng một thân này thì mọi người có thể đốt cháy giai đoạn này. Bác nào mà mua cái hàng này em có thể nhận ship lẻ đến ship từ 10 cây. Bác nào mà mua cái hàng này, bác nào mua cái hàng này về các bác chỉ việc nuôi bóng nuôi tán của cây thôi thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian hơn là so với mọi người mua cái hàng cây giống nhỏ kia. Bởi vì hàng cây giống nhỏ để mà nuôi được thành một cái cây như này thì mất hơn một năm mà mọi người phải có kỹ thuật thì mới giống được thành hàng thoát thân. Nếu bác nào mà có điều kiện kinh tế mà xuống giống cái hàng này, mà muốn đầu tư cái hàng này để xuống giống ấy, thì mọi người đầu tư luôn từ cái hàng thoát thân này này, từ cái hàng một thân này luôn. Thì là tiết kiệm một thời gian hơn là so với các bác xuống cái hàng giống nhỏ siêu siêu. Xuống hàng giống nhỏ siêu siêu thì mình sẽ bị chậm một năm so với thị trường. Chậm một năm so với thị trường. Và cái thứ hai nữa là nó, mình sẽ không có kỹ thuật để mình gióng được thành như này. Bởi vì để gióng được thành cây thoát thân này đều đa số là phải thợ lành nghề, người ta mới có thể làm được thành cái cây như này. Hàng này em bán giá từ 10 cây. Bán từ 10 cây là giá là 150k ạ. Hàng này em đang bán giá từ 10 cây là 150k nhá. Bác nào mua hàng thì các bác qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Các bác mua hàng thì các bác qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Ship vào Cà Mau không? Em thì em ship toàn quốc. Nhưng mà Cà Mau thì hình như là không trồng một cây này. Cây này thì nói thật là các bạn là ở Cà Mau là các bạn hình như không trồng được đâu. Bởi vì mộc hương nó chỉ phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu lạnh, mát và lạnh nhá. Ví dụ như là ở miền Bắc này, các khu vực các bạn ở miền Trung này, mới cả ở khu vực miền trong thì có Đà Lạt, là Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông đấy thì là các bạn trồng được. Chứ còn Cà Mau hình như trời nóng, nắng nóng quanh năm là không trồng được đâu. Nguyện cảm ơn bạn nghe nhìn đã bạn nghe nhìn 76 đã follow em. Chị ship về Hải Dương không? Có ship nhá. Có ship về Hải Dương ạ. 1 triệu rưỡi 10 cây nhá bạn nhá. Nếu mà mua từ 10 cây là 1 triệu rưỡi 10 cây ạ. 1 triệu rưỡi 10 cây. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 nhá. Cái hàng này bác nào quan tâm thì qua Zalo giúp em. Hàng này em chỉ bán tối thiểu từ 10 cây chứ không bán không bán từ một cặp đâu ạ. Cho đi. Cứ chọn đi, cho chọn trước luôn. Cây gì thế? Vậy chị, cây này là cây mộc hương ta hoa vàng nhá. Cây mộc hương ta hoa vàng. Bác nào quan tâm thì cứ qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214. Hàng này em sẽ nhận tạng cao từ 80 phân đến 1m2. Cao cây từ 80 phân đến 1m. Nhận tạng trung bình sẽ là cao từ 80 phân đến 1m. Đặt nó nằm xuống đây này. Quảng Bình trồng được không? Trồng được nha anh nhá. Mua 100 cây thì giá sao? Mua 100 cây thì giá là 110k nhá. Quảng Bình trồng ok luôn đấy ạ. Cái này là trồng, cây này trồng được ở miền Bắc này. Ở khu vực miền Bắc.
Và khu vực miền Trung, miền Nam thì trồng được Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đấy, Bảo Lộc, Lâm Đồng một thứ đấy. Thì là các bạn trồng được. Mình không có loại mộc hoa trắng à. Ở khu vực Hưng Yên này đa số là hoa vàng hết chứ không có hoa trắng đâu. Ở khu vực Hưng Yên là không có hoa trắng đâu. Hoa nó cũng nó màu vàng nhạt như màu lông gà con ấy. Khi nó nở được nhiều ngày thì nó sẽ hơi nhạt chuyển sang trắng nhẹ. Đấy, như bông này chuyển sang hơi trắng nhẹ này. Còn màu vàng nhạt nhạt, nhạt như này. Ai mà chưa trồng cây mộc thì em nói thật, trồng các bác lên trồng 1 đến 2 cây ở trong nhà. Trồng 1 đến 2 cây vừa vừa xinh xinh thôi, nếu mình có nhiều tiền thì mình trồng cây to, mà mình không có nhiều tiền thì mình trồng cây nhỏ cũng được. Nên mình nên trồng 1 2 cây trước cửa nhà nó thơm dã man luôn. Mà nó hương thơm của nó không không có cái gì gây gọi là khó chịu cả. Hương thơm của nó rất là thơm sâu. Hương thơm của cây mộc này nó thơm sâu và nó thơm kiểu rất dịu dàng, nó thơm sâu nhá. Nó không kiểu gây hắc, không gây hắc và không gây khó chịu cho người chơi. Mùa đông lạnh lạnh mọi người trồng 1 2 cây mộc trước cửa nhà, xong rồi mở cửa ra cái hương thơm của cây mộc nó lùa vào, nó quyện cùng với cả cái gió lạnh ấy. Cảm giác ngửi rất là thích luôn. Bác nào mà chơi rồi các bác rất thích. Mà bác nào chưa chơi thì trồng thử đi ạ. Cây nhỏ như cây này thì là em đang bán với giá là 150k cho đơn từ 10 cây. Còn bạn nào mà lấy từ 100 cây, lấy xô 100 cây mà cả nhận tặng cây cao từ 80 phân đến 1 mét thì sẽ được giá là 110k để mà lấy được 100 cây. Nhà tôi có cây to 4 ngón tay hoa trắng thơm lắm anh em ạ. Bác nào mà chơi mộc rồi các bác biết, hoa mộc rất thơm luôn. Hoa mộc rất thơm luôn, mà người ta chơi mua một cây thì người ta sẽ thích, người ta sẽ mua thêm 2 3 cây. Hầu như là những ai mà đã chơi mộc trong nhà nó không phải là có một cây mộc đâu, cửu dị cũng phải có ít nhất từ 2 cây trở lên. Vì người ta đã chơi rồi người ta rất thích cây mộc luôn. Còn đây là cây mộc to này. Giờ trồng sau này làm củi đun à, những cái bác mà chưa bao giờ trồng mộc, chưa bao giờ chơi mộc lúc nào cũng chỉ lo làm củi đun thôi. Thật. Cây to này nhá. Ai mua thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214. Còn em quay cây to này cho các bác nào mà phân khúc hàng nhiều tiền, bác nào có nhiều tiền thì các bác trồng luôn cái cây to này đi. Cây to này nó vanh gốc của nó vanh 29. Vanh 29 và cây chia tam đa rất là đẹp luôn. Cây chia tam đa này, đấy, cây chia tam đa rất là đẹp nhá. Vanh gốc của nó vanh 29. Đấy, một vòng tay của em còn mọt luôn này. Hôm trước hôm qua em đo rồi, vanh của nó vanh 29 nhá mọi người nhá. Vanh 29, thoát thân 26cm ạ. Vanh 29, thoát thân 26cm ạ. Ngày xưa thì không ai, chỉ có khu vực ngày trước cái đây 1-2 năm ấy, chỉ có khu vực miền Bắc các bạn ấy trồng nhiều mộc hương thôi. Ví dụ như là Vĩnh Phúc này, mấy cả Phú Thọ đấy, là hai nơi Vĩnh Phúc, Phú Thọ, mấy cả Hưng Yên là trồng nhiều mộc. Mà dân ở khu đấy là biết chơi mộc thôi. Bây giờ là nó lan tỏa, tức là bây giờ kiểu mạng xã hội phát triển các thứ ấy, nó lan tỏa ra nhiều khu vực. Miền Trung gần như các bạn ấy không trồng mộc. Miền Nam ví dụ khu vực Đà Lạt, Lâm Đồng các bạn ấy cũng không trồng mộc. Nên là tính đến thời điểm này này, các bạn trồng mộc hương thì cũng không bao giờ có chuyện chặt đi. Bởi vì đã đủ để cung ứng hết cho mọi người dân đâu. Trước đây chỉ có một vài khu vực chơi mộc thôi. Bây giờ thì là gọi nó phổ cập ra cả nước. Ai người ta cũng thích trồng, ai cũng thích chơi. Có những bạn ở vùng lạnh là các bạn ấy thích chơi. Ngày trước các vùng của Sơn La mới cả Sơn La mới Điện Biên mới Lai Châu làm gì có ai mua cây mộc mà đâu mà. Ngày trước mình bán từ năm 2018 mà chỉ có các bạn ở Phú Thọ, Vĩnh Phúc các bạn chơi mộc thôi. Chứ còn các khu vực khác gần như là không chơi. Gần như là không chơi. Chỉ có Phú Thọ một thứ thôi. Phú Thọ mới cả Vĩnh Phúc với cả Hưng Yên, Bắc Linh đấy là có người chơi mộc thôi. Chứ một vài năm nay thì nó xu thế là cả nước, tức là những cái bạn nào ở vùng lạnh là các bạn ấy đều chơi. Mấy năm nay thì mình mới bán cho các bạn ở Sơn La rồi mới cả Điện Biên, mới Lai Châu thứ, chứ mới cả chuyển vào trong khu vực miền Trung. Gần như miền Trung mấy năm trước gần như là các bạn ấy không chơi mộc luôn. Các bạn ấy không biết cây mộc là cây gì luôn ấy. Nên là bây giờ mà ai mà muốn làm kinh tế với cây mộc em nghĩ là vẫn thắng. Bởi vì cây mộc này nó vẫn chưa phổ cập được hết. Phổ cập được hết toàn quốc đâu. Cây này là cây mộc to nhá, cây này mộc to. Cây này là em bán 15 triệu, vanh của nó vanh 29. Chắc là cây này chắc chỉ có một mình em bán nó giá 15 triệu vanh 29 thôi. Vanh 29 nó thoát thân 26cm nhá. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 thôi em ạ.
Cây mộc là cây gì vậy? Cây mộc là cây mộc hương mọi người. Mọi người vào Google nhá, mọi người tra chữ mộc hương ta hoa vàng thì nó sẽ hết ra hết cả thông tin của cây, công thông tin và đặc tính của cây mộc ạ. Em có hai cơ sở, một là Văn Giang Hưng Yên, hai là Khoái Châu Hưng Yên nhá. Nhà em có mấy cây to đây. Mấy cây to trồng để nhà này, bán được thì bán mà không bán được thì để chơi thôi. Cũng không quan trọng. Bác nào mà chơi mộc rồi thì em chỉ cần nói là cây mộc thôi là mọi người sẽ biết là cây này rất là thơm, trồng rất là thích luôn. Đây hôm nay bạn khách của em đến nhà lên lấy này 10 cây này. Tối đến nhá. Ông ấy đang ngủ rồi, vừa gọi ông ấy dậy nhưng ông không dậy. Nhà tớ gần đây mà. Có cây nào tán thấp hơn không? Có nhá. Em ở Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên nhá. Nhà ngay mặt đường lớn luôn. Đi vào nhà rất là dễ tìm. Mộc hương hoa vàng thì là mộc hương đắt hơn nha các bạn nhá. Mộc hương ta hoa vàng đắt hơn. Bao tiền đấy? Có 50 đấy không? 2 tờ 50 không? Có tờ 50 đấy không? Đây ra lộc cho 50 đầu lòng. Ok. Có mộc đột biến không? Không có mộc đột biến. Mộc hương thì thực ra chỉ có hai loại, đó là mộc ta và mộc tàu thôi. Mộc thì chỉ có hai. Ok. Mộc thì chỉ có hai loại, đó là mộc ta và mộc tàu. Còn các bạn, nhiều bạn đã nói là mộc lai. Thực ra để làm gì có cây mộc lai, bởi vì mộc hương là người ta nhân giống theo hình thức một là dâm cành, hai là chiết cành. Chiết cành thì là hình thức làm rất là ít. Đa số đều là dâm cành, đến 90% mộc tại Việt Nam là được nhân giống theo phương pháp là dâm cành. Còn lại rất ít lơi là người ta chiết cành thôi. Chiết cành có nhưng mà rất là ít. Nên là không thể có tình trạng là lai. Thì lai người ta thường ghép từ cây lọ sang cây kia thì mới lai được. Nhưng mộc hương là cây người ta có ghép được đâu. Nên là không có chuyện là mộc lai. Mới cả lai này nó phải thụ phấn, kiểu là cây này nó ra hoa ra quả xong là nó thụ phấn chéo nhau thì nó thành cây mộc lai. Thực ra ở Việt Nam mình có hai loại, nó mộc hương ta, mộc hương tàu. Mộc hương tàu thì khi mà trồng mang về Việt Nam mình trồng thuần khí hậu nó sẽ, bởi vì trồng ở hai nơi khác nhau ấy, nên là lá đặc tính của nó nhiều khi nhìn nó sẽ khác nhau một chút xíu. Nhưng khi mà mang cây mộc hương tàu từ bên Trung Quốc về trồng thuần tại Việt Nam một thời gian thì nó cũng sẽ thuần theo khí hậu của Việt Nam mình, nên nó cũng sẽ có những đặc tính giống na ná giống cây mộc hương ta mình, nhưng mà nhìn nó vẫn dại. Nên gọi mọi người, nhiều người gọi đó là cây mộc hương lai, nhưng thực ra thì nó không có lai mà chỉ có tàu và ta thôi. Cái lai đấy nó chính là mộc hương tàu. Mộc có ba loại: màu vàng, trắng, đỏ. Màu ở Việt Nam mình, mộc ta của mình chỉ có màu vàng nhạt thôi. Còn màu đỏ ấy là mộc của tàu nhá. Màu đỏ là mộc tàu chuẩn xịn luôn. Mộc của Việt Nam mình thì không có mộc đỏ. Cảm ơn bạn Phú Phong đã follow em. Cây giống em đang quay em bán từ 10 cây là giá 150k, mà lấy từ 100 cây thì giá nó sẽ là 110k. Alo. Vâng ạ. Vâng ạ. Chắc còn một cây đấy thôi. Vâng. Vâng vâng. Chú qua Zalo đi, nát cháu đi xem nô mới, cháu xem còn không, cháu nát cháu báo nhá. Vâng vâng vâng. Chuyển cho mình 10 cây. Vâng vâng, cháu còn ạ. Thoát 80 chú ơi. Vâng ạ. Để lát cho xem không cháu báo nhá. Lát cho xem cháu báo cho. Vâng vâng, cháu cho chú ạ. Chuyển cho mình 10 cây lên Lai Châu được không bạn? Được nhá bạn nhá. Bạn Linh Còi 1991 ơi, cái cây này thì nếu bạn lấy 10 cây thì là bạn qua Zalo, số điện thoại của mình là 0969162214 nhá. Để em chia sẻ cho các bác một chút về mộc tàu nhá. Mộc tàu thì ngày trước mà khi vào mới vào thị trường Việt Nam ấy thì là cái mộc chủ yếu mà đưa vào thị trường Việt Nam là cái mộc hoa màu cam. Cái hoa màu cam và lá nó to như lá chè luôn.
cái lá của cây trà xanh như nào thì lá của cây mộc đấy thì nó y hệt luôn. Và sau một thời gian nó vào Việt Nam thì người ta cái mộc cam đấy về Việt Nam, về thị trường Việt Nam mình nó lại không hợp khí hậu nên nó ra hoa rất là ít, hoa này hoa nó mộc cam. Các bạn nào mà muốn quan tâm đến cái mộc hoa mộc cam, các bạn có thể về Xuân Quan ấy, về Xuân Quan người ta để đặt ở cái dọc cái đường phà Xuân Quan ấy rất là nhiều mộc mộc cam luôn. Bên loại mộc thứ hai của Trung Quốc là mộc hoa màu trắng. Mộc hoa màu trắng, lá nó gần giống lá một mộc tàu mình nhưng mà lá nó cũng to hơn. Lá to hơn và lá nó nhìn nó dại hơn và thân nó ra. Đặc tính của bên Trung Quốc là khí hậu bên này nó lạnh nên là đặc tính cây nó khác của bên mình nhá. Mộc hương bên mình mộc ta hoa vàng da trắng. Nhưng mà có trắng đến mấy thì nó không bao giờ có cái nước da nó nhẵn nhụi như bên của mộc tàu. Mộc tàu là cái khí hậu của nó lạnh ấy. Nên là da mộc của nó nhẵn hín luôn. Nhẵn hín và nó trắng hếu luôn. Đấy là một đặc tính mà mình có thể nhìn cái thân của cây mộc tàu và mộc ta để mình phân biệt. Và cái mộc tàu thì có cái mộc hoa trắng nhá, trắng tinh luôn. Nhưng một vài năm trở lại đây nào, tức là cái hội nhập sự kiểu xu thế hội nhập ý, bên Trung Quốc nó có ra một cái dòng mộc mới mà năm nay mới cả từ năm ngoái với năm nay nó mới về thị trường Việt Nam mình ý. Nó có mộc hoa vàng. Mộc hoa vàng giống mộc ta mình đến 95%. Đúng đến 95% luôn, nếu mà không phải là người chơi mộc chuyên nghiệp thì thật khó để phân biệt luôn nếu mà chỉ nhìn hoa và nhìn lá. Và mọi người cứ bảo là làm thế nào để phân biệt được mộc ta, mộc tàu. Bởi vì có cái dòng mộc mà nó mấy 1-2 năm nay nó mới vào thị trường Việt Nam ấy, nó giống mộc ta 90%. Phân biệt như nào, nhìn lá không thể ra được mà nhìn hoa cũng không thể ra được, mà chỉ có cách là nhìn thân. Bởi vì đặc tính của cây mộc tàu, cái thân của nó khác hẳn mộc ta mình luôn. Cái mộc ta của mình nhá, cái da của nó lúc nào nó kiểu hơi lì lì như này. Cái mộc da của mộc ta mình, da nó có trắng lên mấy thì nó chỉ hơi kiểu trắng, kiểu như kiểu người da vàng, người da trắng ấy. Là cái đặc tính của mình là khí hậu nhiệt đới. Nên là cái cây của mình nó chịu sương gió, lắng gió đấy. Nên là cái cây của mình ấy, da nó rất là lì, da nó lì lì như này và nó kiểu trắng trắng vừa vừa thôi, nó không thể trắng không trắng tinh được. Nó không có nước da trắng tinh như kiểu mộc của tàu đâu. Đấy, đây là da của mình nhá, da mộc của mình nhá. Còn da mộc tàu ấy, nó trắng 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 toát luôn mà vỏ nó mỏng. Vỏ nó mỏng luôn, cái phần vỏ này nó mỏng dính luôn, cái vòng phần vỏ này xong nó trắng toát luôn. Đấy là chỉ có nhìn là phân biệt mộc dễ nhất là nhìn phần thân. Nhìn thân là dễ nhất là để phân biệt luôn. Còn nếu mà có những bạn mà không chuyên mà cho nhìn lá nó không khó phân biệt lắm. Cái hàng choi choi như thế này này, em đang bán em cái hàng choi choi này em xuất từ 10 cây nhá. Các bạn mua từ 10 cây là em ship. Mua từ 10 cây là em nhận ship từ 10 cây nhá. Đây là có những cây là có bóng tán sẵn rồi, về mọi người chỉ việc nuôi bóng tán thôi này. Đây là cái cây này nó có bóng tán sẵn này, về mọi người chỉ việc nuôi bóng nuôi tán này. Đấy, ship từ 10 cây nhá. Mua từ 10 cây thì là giá của nó là mua từ 10 cây thì giá của nó là 1,5 triệu 10 cây. Cách thức là mọi người nuôi bóng nuôi tán như sau, nuôi cây như sau. Mọi người sau khi nhận cái hàng về mọi người tuốt hết lá đi cho em. Tuốt hết lá đi ạ. Vật hết lá đi nhá. Đấy. Vật hết lá đi thì mọi người sẽ nhìn thấy đây là một cây thoát thân rất là đẹp này. Mọi người uốn nó thành một cây thoát thân thẳng tắp nhá. Đấy. Mình uốn từ lúc bé thì cây nó sẽ được cây đẹp. Đấy, thẳng tắp luôn này. Nó không có sẹo. Mọi người mua về mọi người vặt hết lá đi nhá. Vặt hết lá, mình vặt từ sớm thì cây nó sẽ không tạo sẹo cho cây. Mình vặt muộn nó sẽ đâm lên những cái... Trong quá trình mình nuôi nhá, mọi người chú ý nhá, trong quá trình mà mình nuôi cây như này mà ở cây nó có bật lên những cái mầm ở xung quanh ở phần gốc này, nó sát phần gốc mà nó có mọc lên những cái mầm đấy thì mọi người phải nhanh tay. Mọi người vặt đi từ lúc nó bé nhá, đừng để cây nó mầm nó to quá. Bởi vì khi mà mọi người để cái mầm nó to quá mọi người mới vặt đi thì nó sẽ tạo sẹo cho cây, thì cây nó sẽ không được đẹp. Mình phải vặt luôn đi nhá. Lúc nào nó đâm mầm ở gần ở phần gốc này mà mình không muốn nuôi nó thì mình phải vặt nó đi luôn. Sau đó mình nuôi cái phần trên này này. Phần trên này tạo bóng, tạo tán này. Cái phần này sau khi được bấm ngọn này này, bấm ngọn này. Cấu ngọn nhá, vườn đã cấu ngọn cái phần này thì nó sẽ gây hiện tượng là tức nhựa, thì nó sẽ đâm tán như này. Đâm tán như này, về mọi người trồng cái này xuống đất và mọi người làm thế nào để cho nó lại ra tán tiếp. Thì bằng ở đây là có 1 này, 2 này, 3, 4 cái nhánh. Mọi người lại lấy tay mọi người cấu ngọn của 4 cái nhánh này nhá. Mọi người cấu ngọn 4 cái nhánh này, mọi người lại tiếp tục cấu ngọn thì nó sẽ lại ra bóng ra tán tiếp, nó sẽ tức, nó sẽ ra bóng ra tán tiếp. Hàng này về là mọi người chơi là chỉ việc nuôi bóng nuôi tán thôi, nuôi bóng nuôi tán thôi, không chứ còn nó là dốc thoát thân thẳng luôn, rồi về là chỉ nuôi bóng nuôi tán thôi, tiết kiệm rất nhiều thời gian luôn. 20 này, 40 này,
60 này, 80 nhá. Cây này thoát 80 phân rồi. Về mọi người chỉ việc nuôi bóng nuôi tán thôi, rất là ok. Nuôi khoảng 3 năm, 4 năm là có thể xuất bán được rồi. Bác nào mà muốn trồng thử nhá, ví dụ các bác ở khu vực mình thấy là mình bán hàng là mình thấy các bạn ở khu vực Lai Châu này, Điện Biên này. Lai Châu và Điện Biên là gần như các bạn chưa phổ cập cái hàng mộc ở đâu, mua rất là ít luôn. Cái này chủ yếu bán cho các bạn ở khu vực Phú Thọ với cả Bắc Linh, Bắc Giang các thứ đó các bạn mua nhiều, Vĩnh Phúc. Còn các khu vực khác gần như là mua rất ít. Nên là những bạn nào mà khu vực ở Điện Biên, Lai Châu mà các bạn muốn thử nghiệm trồng cái cây mộc này thì các bạn inbox vào Zalo cho mình nhá. Zalo số điện thoại của mình là 0969162214 ạ. Từ 10 cây là mình ship nhá. Từ 10 cây là mình ship, có cây 1 triệu ạ. Miền Trung ship không? Có cây, có ship miền Trung nhá. Có loại thân to chút lửa không bạn? Có loại thân to lửa nhá. Thơm dã man chị ạ, đúng rồi đấy. Bạn sang Nguyễn Chí Ních là những bạn nào mà đã chơi cái cây mộc hương này rồi thì các bạn ấy sẽ có nhận xét rất là khách quan luôn, là cây nó rất là thơm. Nhưng mình không cần phải PR nhiều cho cái cây này rất nhiều người biết đến nó. Những bạn nào đã chơi rồi các bạn ấy sẽ rất là thích. Ví dụ cây này đang ra hoa chi chít này. Trời lạnh mạnh này chỉ cần trồng 1 đến 2 cây trước cửa nhà. Ngày Tết các bạn chỉ cần trồng 2 cây mộc hương choay trước cửa nhà thôi là thơm ngát cả nhà luôn, không cần phải trưng thêm cây gì nữa, em nói thật luôn. Cảm ơn bạn Hoa Hường 1971 đã chia sẻ video like của em ạ. Mộc tàu không có mùi đâu. Mộc tàu thì không phải là không có mùi đâu bạn ơi. Mộc tàu giống cũ thì nó không có mùi, nhưng mà mộc tàu bên tàu họ giỏi lắm. Họ nhân giống kiểu gì. Bây giờ họ ra cái mộc hương gần như là gần giống, em đã bảo nó rồi, nó giống 90-95% giống mộc hương ta. Nó hoa nó cũng thơm. Hoa nó thơm nhưng nó không thơm sâu bằng mộc hương mình thôi, nhưng mà hoa nó cũng thơm. Nhưng nếu người làm mà mới chơi lần đầu ấy khó phân biệt lắm, bởi vì có biết là mộc hương nó thơm như nào đâu mà phải để phân biệt. Những người mà lần đầu tiên nhìn thấy cây mộc ấy có biết là mộc hương tàu nó thơm như nào và mộc hương ta nó thơm như nào đâu để mà phân biệt. Còn bảo mộc tàu không thơm thì cũng không đúng đâu, mộc hương tàu nó cũng thơm đấy, nhưng nó không phải là không thơm đâu. Nó khác ở mộc hương của mình là điểm cái da của nó rất là trắng luôn. Chỉ bây giờ chỉ có nhìn da để phân biệt thôi. Bây giờ công nghệ mới của bên tàu nó họ, tức là thế giới có cái gì là Trung Quốc có cái đấy, nên mọi người đừng bảo là mộc tàu nó không thơm. Mộc tàu ngày xưa không thơm nhưng bây giờ thơm. Tức là cứ thế giới có cái gì là Trung Quốc có cái đấy, nên các bạn ấy bên tàu các bạn ấy nhân giống giỏi dã man luôn. Hình thức nuôi cấy mô rồi các thứ các kiểu đấy. Năm nay xuất về thị trường Việt Nam mình có những cây mộc tàu nó chẳng khác gì cây mộc ta mình luôn. Trung Quốc là chuyên làm đạo nhái hàng của các nước mà. Cảm ơn bạn Hoa Hường 1971 đã follow em, cảm ơn bạn 7040 đã follow em ạ. Cảm ơn bạn TBL910 đã follow em. Giá bao nhiêu 10 cây? Em bán 10 cây là giá là 1.500.000 đấy mọi người nhá. Em bán 10 cây là giá 1.500.000. Mua từ 10 cây thì giá là 1.500.000. Mua từ 100 cây thì giá sẽ là 110.000 một cây. Bác nào mua thì qua Zalo nhá. Mộc tàu còn đẹp hơn, thơm hơn. Mộc ta cũng là mộc tàu, chẳng qua là mang về Việt Nam trồng thôi. Cứ mộc không, bạn nói thế thì cũng không đúng, bởi vì là mộc ta mình là nó là hàng cổ của mình từ ngày xưa rồi. Mộc tàu cũng có, mộc ta cũng có. Có những giống cây mà cả hai nước cùng trồng, nhưng có những giống cây là bên tàu có, bên mình không có, bên mình có, bên tàu không có. Ngày xưa cái giống mộc tàu mới về thị trường Việt Nam nó không thơm. Thật sự là nó không thơm. Nhưng 1-2 năm gần đây thì là khi họ xuất sang Việt Nam mình, mà mình làm lâu rồi mình biết mà. Khi họ xuất sang Việt Nam mình có những giống, nó giống, mình đã bảo là nó giống mộc ta mình đến 90% luôn. Đấy là họ lai tạo được ra. Mình thì chưa có công nghệ sản xuất đấy. Công nghệ sản xuất của Việt Nam mình đi sau Trung Quốc rất là nhiều năm luôn. 10 cây bao ship không? Giá 10 cây thì không có bao ship bạn ơi. Em bán là 100. Ngửi một lần là nghiện chị ạ. Đúng rồi nhá bạn nhá, ngửi một lần là nghiện luôn. Ai mà đã tìm hiểu thử mộc hương này, chỉ đúng là chỉ ngửi một lần là nghiện thôi ạ. Ngửi một lần là nghiện. Bạn nào quan tâm cây mộc hương ta hoa vàng này thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 cho em nhá. 0969162214 ạ. Em bán từ 10 cây, ship từ 10 cây cho các bác ạ. Ship từ 10 cây cho các bác. Còn đây là cây mộc hương to này, cây mộc hương to nhá. Đấy, bác nào mua cây mộc hương to thì qua Zalo số điện thoại của em đi là 0969162214, đây là hàng to. Hàng to này thì em đang bán với giá là 15 triệu một cây. Mình rất thích, đúng rồi.
Chắc là bạn chị Hoa Hường 1971 là nhà chị có cây này trồng từ ngày xưa rồi. Những ai mà trồng cây mộc hương từ ngày xưa thì là các bạn ấy rất là biết luôn. Là cây mộc nó rất là đẹp, rất đáng để chơi. Rất đáng để chơi. Các cụ ngày xưa có câu là sắc trà hương mộc. Tại sao lại có cây câu là sắc trà hương mộc? Tức là cây trà thì nó đẹp về sắc, còn cây mộc nó đẹp về hương. Và người ta chơi cây trà thì người ta chơi sắc, còn chơi cây mộc chơi hương. Tức là cái hoa của nó nhỏ li ti, nhìn sơ qua là rất là bình thường, nếu mà nhìn liếc qua thì rất là bình thường, nhưng mà cái hương thơm của nó rất thơm và sâu. Hương thơm của cây mộc nó rất là đặc biệt, nó không giống bất kỳ một loại nào khác. Các loại khác thì thơm ngửi một lúc mà thấy chán, là ngửi một lúc mà thấy chán, là cây mộc này càng ngửi lâu càng cảm thấy là nó càng cảm thấy thích. Ngoài cái loại thơm mà để mình hít hà ra, mọi người có thể ngắt cái hoa mộc hương này, mọi người mang về mọi người pha trà, pha nước pha trà cũng rất là ok luôn. Mùi nó như thế nào thì chị miêu tả thôi em. Thực ra thì mùi hương thì khó để miêu tả lắm. Mọi người cứ mua thử một cây về trồng là biết là mùi thơm như nào. Chứ để mình miêu tả thì văn miêu tả của mình được kém lắm. Ngày xưa học rốt văn mà. Ngày xưa đi học một toàn chép văn mẫu thôi, không nào biết miêu tả đâu. Cây này vanh 28 này mọi người này. Cây này vanh 28. Cây này em bán 15 triệu một cây, vanh 28. Cây rất đẹp luôn. Cao cây 4 mét ạ. Cao cây 4 mét. Vanh 28, cao cây 3,5-4 mét. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại. Qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 nhá. Em xin phép tân like đây. Đây sáng vừa bán được mấy cây mẫu đơn cổ Văn Trấn thế này. Lát phải đi quay mẫu đơn cổ Văn Trấn cho mọi người nữa. Em xin phép tân like nhá, tạm biệt mọi người. Cây to này em đang bán 15 triệu ạ. Mọi người quan tâm, nhà em có rất nhiều dòng mộc nhá, từ to đến nhỏ, từ mộc giống đến mộc trai, mộc nhỡ. Đủ các kích thước luôn. Ở đây là ở nhà, em mang về nhà có một ít thôi, bởi vì mang về nhà để lát để ship cho khách ấy. Để lát có khách đến lấy, em mang có 50 cây về nhà thôi để lát có khách đến lấy. Nhà em có đủ loại đủ cỡ nhá, mọi người quan tâm thì mọi người cứ qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 cho em. Nhà em đủ cỡ luôn đấy ạ. Mọi người qua Zalo lát em nhắn tin chốt đơn thôi nhá. Em xin phép tắt like đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem like của em. Chúc mọi người đầu xuân vui vẻ nhá. Em quay cái mặt em cho mọi người xem, mặt nhìn mặt uy tín luôn. Làm nào để đổi ngược màn hình lại nhở? Mọi người bảo cho xem mặt mà em không biết là làm nào để em quay đổi được màn hình luôn. À đây. Đây là em nhá. Chào tất cả mọi người. Em sẽ phép em tắt livestream đây, chúc mọi người đầu xuân vui vẻ. Ai cần tư vấn gì thì qua Zalo số điện thoại của em là 0969 162214 nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi livestream của em. Thả like, thả tim. Cảm ơn mọi người nhá. Sao em không biết anh? Thế TikTok này của ai? TikTok này là của em ạ, là của em. TikTok này của hai người. TikTok này có hai người. Hai người là chủ kênh, hai người làm chủ kênh TikTok nhá. Một là bạn Nguyễn Lê Tuân. Bạn Nguyễn Lê Tuân và hai là em. Em dùng chung một TikTok ạ. Mộc này thế nào chị ơi? Mộc hương bạn mua cây nào thì bạn qua Zalo số điện thoại của mình là 0969 162 214 nhá. Để mình báo giá qua Zalo cho. Bây giờ chuẩn bị tắt like rồi. Quay cái mặt tí cho mọi người ủng hộ mà. Tạm biệt mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video live của em.